Khải, nghe nói bên cậu đang cần người chơi guitar đúng không? Có người cho cậu rồi nha. Đó là ai? Chơi tự do thôi nhưng mà cũng chất lắm. Sao, ok không? Nè, đây là trường học chứ không phải công viên nha, các em lưu ý. Nhưng chúng em đã đến tuổi vị thành niên rồi mà thầy. Thầy nhắc lại một lần nữa, đây là trường học chứ không phải công viên. Thầy không đề cập về vấn đề vị thành niên ở đây. Em không hiểu à? Dạ chúng em hiểu mà, em biết rồi thầy. Thôi tụi em về lớp đi. Tôi không cần biết cậu làm bằng cách nào để ngăn cản những đứa con trai tiếp cận con gái tôi. Đó là nhiệm vụ của cậu. Con bé tuy là đứa mạnh mẽ, nhưng nếu cuốn theo chuyện tình cảm thì nó không còn là mình nữa. Và tôi cũng cho rằng đứa tuổi này nên tập trung học hành. Và ngay cả cậu cũng vậy. Cấp cậu nhìn nó bằng ánh mắt khác. Thầy Bảo ơi, thầy Bảo ơi. Thầy kiếm tôi hả? Dạ, em muốn hỏi thầy một số chuyện à. Hợp đồng. Dạ. Ừ, tôi ký đó. Thử việc trước 3 tháng. Là tại vì các em học sinh của lớp MKT8 có phản ảnh về thầy khá nhiều, cho nên là tôi cho thử thách trước thôi. Hả? Với lại tôi nghĩ thế này, thay vì buông xuôi, bỏ hết tất cả để ra đi một cách nhẹ nhàng, thì thầy nên thử thách chính mình. Và cái hợp đồng dài hạn đó sẽ là một cái phần thưởng thích đáng khi mà thầy thuyết phục được các siêu sao của lớp MKT8 lắng nghe và đi vào nề nếp. Nhưng mà thầy, với tư cách là hiệu trưởng, tôi khuyên thầy nên chứng minh câu một ý thức bằng 10 kiến thức là có thật. Ok. Thầy, nếu em muốn thầy cho em một số quyền trợ giúp, thầy đồng ý với em chứ? Ừ. Tên tên tên, chờ sĩ đặc biệt của bà nè. Giờ tôi có ngồi đây chờ sổ này, tôi cũng không có thấy vui nữa. Ủa sao vậy? Ê, giúp tôi nhớ. Tôi đây tên, đẹp chưa đẹp chưa, nhớ hình hôm bữa tụi mình đi lựa không? Ê, tôi không có đi. Trời ơi, cái bà Nhung còn xăm hình được nữa. Vậy mà tôi chán thiệt luôn. Ủa sao vậy? Không phải bà nói hôm nay bà học xong thì tôi dẫn bà đi mua mà. Nè, không thấy hả? Cái ông đó suốt ngày cứ lẻo đẻo đi theo tôi. Vậy thì làm sao mà đi đâu được? Ngồi lại đâu luôn. Ai vậy? Nhung. Hả? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Tôi hỏi là ai vậy? À, ủa bà không biết hả? Anh này là sói ca lạnh lùng của trường mình á. Anh tên là Lĩnh. Thật ra á, ảnh là đàn anh của tụi mình. Ảnh học trên tụi mình một khóa nhưng mà năm ngoái không hiểu sao á, có trục trặc gì mà ảnh này nghỉ học một năm, hôm nay mới đi học. Trời, tin được không? Trời quá! Tèm tèm lại đây. Bà hết đi trời. Đẹp trai thiệt mà. À, uống trà sữa đi. Ừ. Mê chăng lộ liễu. Ê, sao giờ mà cô Hương chưa tới nữa? Trễ lắm luôn rồi đó. Mà cô Hương là thường á, là đúng giờ lắm lắm luôn á. Bây giờ là trễ 15 phút mà chưa tới luôn. Hay là hôm nay tụi mình được nghỉ?
Chắc là ba bị bệnh rồi chứ gì. Càng đỡ chứ sao. Ê, vậy thôi mình sang sân bóng rổ mình coi mấy anh chơi bóng rổ đi. Ừ, cũng được. Thôi đi bà, mê trai vừa thôi. Tôi đã nói là tôi không có thích ngắm trai rồi mà. Cả lớp, là bài kiểm tra của môn. Gì nữa? Sao cũng thích làm bài kiểm tra quá vậy? Ủa, mà sao kiểm tra mà bà không thay đổi hết vậy? Thay đổi gì vậy? À, nhắc mới nhớ. Hay là hôm nào á, bà chỉ cho tôi cái khóa học tiếng Anh triệu đô của bà. Chứ tôi phục trình độ tiếng Anh của bà á. Trời ơi, khóa học triệu đô gì đâu. Tại vì ba tôi nói học marketing mà không có giỏi tiếng Anh thì coi như là bỏ đi đó. Khoan Khoan nói đúng đó. Học marketing thì phải chuyên sâu vào ngoại ngữ thì mới thu hút sự đầu tư của khách nước ngoài vào Việt Nam được. Chào cô. Lâu mà mày thẳng với tôi. Nghĩ gì hả? Ông nghĩ gì? Ê, Hồng Nhung. Đi đâu vậy? À, chắc là bây giờ tôi với Hồng đi đi coi anh Lĩnh xem tập bóng rổ rồi. À, đúng rồi đó. Thôi hôm nay bà đi chơi một mình đi nha. Thôi thôi, phải bỏ tôi. Ê, nè. Qua kia đi, qua bên kia. Đi qua bên kia. Anh Sang. Hứa hàng chưa? Trật tự. Các em ngồi xuống đi. Hôm nay thầy Dũng không có đây. Thầy sẽ thay thế thầy Dũng phát bài tập hoạt động ngoài khóa. Cái gì vậy thầy? Lịch học của tụi em còn dày hơn cuốn sách này nữa. Đây là hoạt động bắt buộc. Em phát bài giùm thầy. Thầy, em không làm đâu không thầy? Em không muốn làm cũng không sao. Nhưng hoạt động ngoại khóa kỳ này là tiên đề để đánh giá các em trong năm nay. Thầy mong là các em bớt chút thời gian hợp tác. Sang, em sẽ làm dẫn chương. Mới gặp cậu ở đây. Nhìn lãng tử vậy. Tưởng học mấy cái trường nghệ thuật. Ai nhà muốn làm kinh doanh. Thật ra là em học theo sở thích của gia đình thôi. Mà thầy nữa, em không nghĩ là một thầy giáo với thầy có thể trở thành một rocker cừ khôi. Nghe tay trái chim sở thích. Mà nè, cái chuyện ở ba nha, cái ban nhạc đó, bí mật nha. À, chuyện này thì còn phải xem thái độ của thầy nào nữa.
yêu anh. Tôi thấy bài tập này hay mà, sao bà khó chịu quá vậy? Nè, bà vừa phải thôi. Ba đứa đã thề với nhau là không có bị cha làm lung lay ý chí rồi mà. Cùng lắm thì mình chỉ nhìn xíu xíu thôi. Nhưng mà lúc mình lập lời thề, lớp mình đâu có ai đẹp trai nhìn sang như anh Lĩnh đâu. Đúng rồi đó. Giờ tôi mới phát hiện ra một điều này nha. Nghiện trai đẹp cũng giống như là nghiện trà sữa. Mà càng uống là càng thấy nghiện. Mà càng nghiện rồi là không thể nào bỏ được. Đúng không? Nè, hai bà tỉnh lại đi. Chắc là thầy của mình cố ý dạy hai cái ông xóa ga đó vô trong cái nhóm của tụi mình, để cho mấy đứa con gái suốt ngày cứ lẻo đẻo đi theo. Như vậy làm sao mình làm bài thu hoạch được? Ừ ha. Nhưng mà thầy làm như vậy để chi? Chắc là cái vụ toilet đó, thầy muốn trả thù tụi mình. Đâu, tôi thấy gì cũng không đúng. Thì vì cái vụ đó tụi mình đâu có lộ diện mặt ra đâu. Thầy đi tôi. Nè nè, anh Sa, anh Lĩnh, anh Sa, hai anh không định làm bài thu hoạch hả? Tôi nghe nói em là cô gái hot nhất trường hả? Vậy tụi em muốn bọn anh phải làm gì? Dạ, làm cái gì cũng được. Trong cái thời điểm này thì em nghĩ là tụi mình cần phải đoàn kết thì mới hiệu quả được. Ừ, đoàn kết riết nữa là tóc rối luôn đó nha. À, mà em nghe nói là hai anh có từng học hai môn này rồi đúng không? Bọn anh thì nhiều kinh nghiệm lắm. Mà toàn kinh nghiệm rất môn thôi. Em học không? Thôi, tụi anh bận lắm. Bọn em tự làm đi. Rồi sau đó làm bài thu hoạch, ghi tên tụi anh vào là được. Không được. Làm đại thì anh cũng phải làm chung với tụi em chứ. Đúng rồi đó. Hai anh ở lại. Thôi đi, không làm thì thôi. Tôi đi về trước. Theo quy định của trường, các em bắt buộc phải tham gia hoạt động ngoại khóa do đoàn thanh niên tổ chức, để còn định hướng cho việc chọn chuyên ngành và ra trường. Nên hoạt động này là bắt buộc. Lại hoạt động ngoại khóa? Bao lần rồi? Chán lắm rồi ấy. Qua việc hoạt động ngoại khóa này, thầy sẽ là người trực tiếp chấm điểm ý thức và rèn luyện cho các sinh viên năm thứ nhất. Các em cố gắng tham gia đầy đủ nha. Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm cùng với nhau. Thôi, vừa thôi bà. Mình phải đi nhiều nơi khác nữa. Mình phải hỏi nhiều ý kiến hơn thì độ chính xác càng cao hơn. Đi. Biết gì đâu làm. Thôi thì cứ làm đi.
Ủa, bà có nhắn tin cho anh Sang với anh Lĩnh chưa? Tất nhiên là nhắn rồi. Người ta có lòng tốt nhắc nhở cho mà không thèm bắt máy, không thèm trả lời tin nhắn luôn. Đồ gì đâu kỳ cục. Anh, em uống không? Anh đi mua thuốc cho em nhé. Bà chỉ bị cảm mạo thôi mà, anh làm gì quan tâm dữ vậy? Đâu là làm bài tập của mình đi cuối giờ còn nộp cho thầy đó. Có gì không biết, có hỏi em. Thầy, chú Nguyễn đã dặn là ông thầy phải tách bọn con trai ra khỏi cô Hoàng Oanh. Bây giờ đang là giờ học, thầy ở đâu vậy? Tôi chỉ kiểm soát được các em ở trong trường thôi, ngoài trường làm sao tôi kiểm soát được? Trong hay ngoài thì cũng là cái trường. Tôi cảnh cáo cậu. Nhầm. Tôi cảnh cáo thầy, đừng bao giờ làm trái ý chú Nguyễn. Đây là hợp đồng, đọc kỹ rồi ký, ngày mai đưa lại cho tôi. Hợp đồng cấm yêu là sao?